không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Đó là chỉ đạo của cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên, cũng như cam kết của các đơn vị cung ứng, kinh doanh mặt hàng thiết yếu này. Thường xuyên phải đổ xăng để phục vụ việc đi lại, anh Bùi Tuấn Đạt, huyện Tiên Lữ không khỏi lo lắng do thời gian qua, thị trường xăng dầu liên tục biến động, nhất là trước thông tin một số tỉnh phía Nam xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ. Rất là mong muốn là cái thị trường xăng nó ổn định, cung ứng cũng nên để đảm bảo để hoạt động sản xuất kinh doanh nó đảm bảo hơn. Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên có 62 cửa hàng, chiếm trên 30% tổng số cửa hàng kinh doanh xăng dầu tỉnh Hưng Yên. Thời điểm hiện tại, chi nhánh vẫn luôn có sẵn trên 2 triệu lít xăng dầu, đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Đến thời điểm bây giờ thì chi nhánh Hưng Yên vẫn đảm bảo đầy đủ các cái nguồn hàng cho 100% các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối của chi nhánh, cũng như là đảm bảo các cái lượng hàng đã cam kết với khách hàng thuộc hệ thống thương nhân nhượng quyền bán lẻ, không có tình trạng là cửa hàng không có hàng phục vụ khách hàng. Tôi thì không phải là có một chiếc xe này. Trong doanh nghiệp cũng có khá là nhiều xe mà tất cả đều tập trung đổ xăng dầu ở đây thì đều được đáp ứng đầy đủ, không có cái hiện tượng là thiếu xăng dầu hoặc là bán nhỏ giọt. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xăng dầu Hoài Nam đóng trên địa bàn huyện Tiên Lữ mỗi ngày phục vụ thị trường 3.000 lít xăng dầu và luôn có tại công ty 30.000 lít, cũng khẳng định đủ lượng xăng dầu phục vụ khách hàng. Để ngăn chặn tình trạng găm hàng tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý trên địa bàn, chủ động phối hợp với các ngành chức năng, giám sát, kiểm tra, kiểm soát, tổ chức hoạt động kinh doanh xăng dầu. Cục Quản lý Thị trường đã chỉ đạo các đội đã cử cán bộ thường xuyên theo dõi các cây xăng mà có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm. Nếu mà mức độ vi phạm nặng thì sẽ đình chỉ giấy phép kinh doanh. Sở Công Thương Hưng Yên vừa ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp thương nhân kinh doanh xăng dầu phải chủ động cung ứng đủ nguồn xăng dầu cho các đơn vị thuộc hệ thống phân phối, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng. Mở cửa bán hàng đúng thời gian đăng ký, đảm bảo cung ứng liên tục, kịp thời số lượng, chủng loại xăng dầu ra thị trường. Với các giải pháp đồng bộ trên, thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn ổn định, đảm bảo nhu cầu người tiêu dùng. Do vậy, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh yên tâm sản xuất kinh doanh, không nên tích trữ, đầu cơ, tránh tình trạng xáo trộn thị trường và xảy ra sự cố đáng tiếc.